đã có gì xảy ra với Gen Z trong năm 2021? Những tài năng nào đang được khai phá? Nhan sắc nào đang làm khuấy đảo cộng đồng mạng hiện nay? Một sân chơi thú vị mới chỉ dành cho thế hệ năng động. Tự tin là chính mình, tỏa sáng bằng khả năng và nhan sắc. Một Gen Z sôi nổi, trẻ trung, luôn thách thức bản thân tại nhiều sân chơi mới lạ. Tham gia ngay cuộc thi Who Takes Next Gen 2021 Soul and Sire với hai bảng đấu gương mặt, tài năng. Đâu là thế mạnh của bạn? Đừng bỏ lỡ cơ hội khẳng định chính mình, đăng ký tham gia ngay hôm nay. Thể hiện bản lĩnh Gen Z, ngôi vị cao nhất, liệu có đổi tên bảng?